bao nhiêu anh chị em biết điều này bao nhiêu anh chị em biết rằng khen ngợi là một trong kỹ năng vô cùng quan trọng của những người làm kinh doanh Đấy. người nào biết khen người đó sẽ kinh doanh dễ dàng hơn thì bao nhiêu anh chị em chúng ta đã tự tin rằng là chúng ta đã là người khen ngợi người khác một cách gọi là rất là xuất sắc khen ngợi người khác không phải để chốt sale không phải để bán hàng mà khen ngợi người khác để giúp cho họ thay đổi cuộc đời ít nhất thì từ thay đổi cái nguồn năng lượng của họ thay đổi cái niềm tin của họ đấy, hoặc là giúp họ củng cố cái niềm tin của họ và từ đó thì sẽ giúp họ phát triển trong cái ngày hôm đó trong cái tháng đó trong cái năm đó ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn này nhỉ có những người chỉ vì nhận được một cái lời chê không đúng lúc không đúng chỗ mà họ có thể trở thành một cái người khác hoàn toàn đúng không? chỉ có có người chỉ vì nhận được cái lời khen đúng lúc đúng chỗ thì họ đã trở thành một cái người khác hoàn toàn mình lấy ví dụ như này có một cô bồi bàn, cô phục vụ. thì à, hôm đó cô phục vụ một quý bà rất là sang trọng, lộng lẫy. khi à, cô này cô phục vụ và cô ấy lỡ tay cô làm đổ cái cốc nước, thì cô ấy rất là bối rối, rất là sợ hãi, rất là căng thẳng. Đó. tuy nhiên thì cái quý bà này lại không cáu kỉnh không nóng nảy với bà cô ấy mà lại gì ạ? Mà đầu tiên là diện là thông cảm với cô, ấy. nói rằng không sao, chuyện này rất là bình thường. và không vấn đề gì cả. Ừ. Tuy nhiên trước khi mà cô phục vụ là gì ạ? Là lau cái bàn rất là cẩn thận. Đấy và xin lỗi và lau cái bàn rất là cẩn thận và cúi gập người xuống để xin lỗi cái người à quý bà này. Đấy, bên cạnh người quý bà thì có một cái người đàn ông khác thì họ người đàn ông này rất là cáu kỉnh bảo là con này mày bị làm sao mày mày mất mày đuôi mày mù à sao mày thế này thế kia đấy tuy nhiên thì bà à, quý bà này thì lại nói lại nói rất khác mà không sao à, Cái chuyện này bình thường thôi cô không cần phải căng thẳng không cần phải lo và trước khi mà cô ấy rời đi thì quý bà này mới kéo tay cô lại bảo này này cô gái cô có biết rằng cô có một đôi mắt cực kỳ là trong sáng và uh, rất là thu hút hay không cô gái mới ngạc nhiên mặt đỏ lên bảo không tôi lại không biết điều này quý bà mới nói cô có một đôi mắt thực sự rất đẹp và tôi tin rằng những người có đôi mắt này sẽ có những thành công và hạnh phúc trong cuộc đời và cô gái này cô cứ sướng lưng 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 suốt cả ngày hôm đó cả buổi tối hôm đó cô cứ cảm thấy sung sướng lưng lưng, lưng. và sau đó thì cô tin rằng cô có đôi mắt rất là đẹp thực sự là cô đôi mắt của cô đẹp thật và sau đó thì cô ấy tự tin hơn bắt đầu cô thay đổi cái phong cách ăn mặc và bắt đầu cô ấy vui vẻ hơn gặp ai cô cũng cười bởi vì cô tin rằng mọi người sẽ thích cái đôi mắt của cô ấy. Rồi đến một ngày Có một anh đạo diễn Đến cái quán đó Và cô cô ấy cũng rất là Vui vẻ, tươi cười, tự tin Khác so với cả Những cái 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 biểu hiện của cô ấy trước đây Và anh đạo diễn này Bắt đầu cảm thấy thu hút Và bắt đầu cảm thấy tò mò Và sau đó thì anh ấy để đưa ra một cái đề nghị Đó là cho cô ấy thử Một cái vai ở trong cái bộ phim Mà anh ấy đang quay rồi bắt đầu từ một cái một cái vai rất là nhỏ ở trong cái bộ phim đó thì cô ấy này ạ thể hiện được cái sự tự tin của mình và sau đó anh ấy lại tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ cô ấy và đào tạo cô ấy để trở thành một cái diễn viên đầu tiên là những diễn viên phụ sau đó thì lên diễn viên chính và cuối cùng sau nhiều năm cố gắng nỗ lực thì cô ấy đã trở thành một diễn viên vô cùng nổi tiếng và thành công. Và cô ấy đã chia sẻ câu chuyện của cô ấy, đó là nhờ cái lời khen của một cái quý bà mà mình cũng không biết tên, mà cô ấy không biết tên, và cô ấy cũng không nhớ được cái mặt của bà ấy. Ừ. Nhưng mà nhờ một cái lời khen đó mà cô đã thay đổi cuộc đời, nhờ một cái lời khen, một cái lời ghi nhận đó mà cô đã trở thành một minh tinh màng bạc, gọi là à, hàng đầu của cái quốc gia nào. Anh chị em thấy cái sức mạnh của ngôn từ, sức mạnh của lời khen nó quan trọng không ạ? Có phải một lời khen có thể thay đổi cuộc đời của một con người không ạ? Tất nhiên cuộc đời của một con người để thay đổi nó cần sự nỗ lực, cần một quá trình, không phải đơn giản một lời khen có thể có thể thay đổi được. Nhưng nếu mà ngày hôm đó cô ấy không nhận được cái lời khen đó. Cô chỉ nghe được những cái lời mà gì ạ? chửi bới trách móc của cái người đàn ông bên cạnh đi cùng cái bà quý bà kia thì cô ấy sẽ nghĩ ra sao cô ấy sẽ nghĩ mình là cái kẻ thất bại cái việc đơn giản đấy mình cũng không làm được và có lẽ ngay cả cái việc phục vụ mình cũng không gì ạ mình cũng không xứng đáng điều gì sẽ diễn ra với cuộc đời của cô gái nó nếu mà cô ấy tiếp tục nghĩ như vậy điều gì diễn ra cuộc đời cô ấy nếu mà cô ấy không có niềm tin rằng là gì ạ cô ấy có một đôi mắt đẹp Điều gì sẽ diễn ra trong cuộc đời cô gái đó nếu cô ấy không có một cái cái sự hứng khởi mỗi ngày cái năng lượng mỗi ngày. Có đúng không ạ? Vì vậy, cái lời khen không chỉ là gì ạ? Để chốt sale, không chỉ để bán hàng mà lời khen có thể thay đổi cuộc đời một người. Bao nhiêu anh chị em tin rằng lời khen có thể thay đổi cuộc đời một con người thì comment xuống số 1 chú vị không? Comment số 1. Nếu anh chị em tin điều này Ok không ạ? Nếu anh chị em thực sự tin này, Thế thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng cái lời khen để giúp đỡ khách hàng? Và tất nhiên, để xây dựng mối quan hệ khách hàng. Và tất nhiên, chúng ta sẽ bán hàng tốt hơn. Tiếp tục comment xuống số 1. Nếu anh chị em thực sự muốn điều này. Được không ạ? Hướng dẫn cho anh chị em. À các cái nguyên tắc các nguyên tắc trong cái lời khen để là khen sao cho đúng, khen sao cho chúng, khen sao cho hay. Đúng không ạ? Thứ nhất, nguyên tắc số 1 trong các lời khen cho nó có khoảng 4 nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 đó là gì ạ? Khen một cách chân thành. Khen một cách chân thành, tức là khen từ trong gì ạ? Từ trong tận trái tim của mình. Đấy. Khen từ trong cái nội tâm của mình Trong trái tim của mình Có rất nhiều người Mày e cái thằng này Vừa ngu vừa xấu vừa già Nhưng bố mày vẫn phải khen À tức là gì ạ Bên trong của mình nghĩ khác Nhưng bên ngoài của mình là sao ạ Thì vẫn phải khen Có điều này không anh chị em Có bởi vì nó là nghệ thuật Nó là nghệ thuật khen Cho nên là gì ạ là Mọi người bên trong thì ghét cay ghét đắng Nhưng bên ngoài vẫn phải khen thì đây là gì ạ? là cái lời khen một cách gọi là công thức lời khen một cách sáo rỗng lời khen một cách không chân thành nó làm chỗ này chân thành tức là bên trong mình nghĩ sao thì bên ngoài mình nói vậy tức là gì ạ nó phải gì ạ nó phải khen thật khen nó phải thật tức là mình phải thấy thế thì mình mới khen Đấy. thế thì để mà phục vụ cho nguyên tắc này thì chúng ta có nguyên tắc số 2 nguyên tắc số 2 đó là gì ạ luôn luôn nhìn vào điểm tốt của người khác để khen à mỗi một con người chúng ta có đồng ý với nhau đó là gì ạ là chúng ta có mặt tốt và mặt xấu chúng ta có điểm mạnh và điểm yếu có ai là toàn điểm mạnh toàn điểm tốt mà không có điểm xấu không có điểm yếu không ạ có không anh chị em đến bác hồ có điểm yếu mình không nói đến bác ý điểm yếu của bác hồ ở đây nhưng mà chúng ta tin rằng bác Hồ cũng có điểm yếu. Một ví dụ này là bác là người hút thuốc rất nhiều. Tất nhiên bác hút thuốc để bác suy nghĩ, nhưng bác hút thuốc rất nhiều, đúng không? ạ Ví dụ thế, nó nó một cái ví dụ thôi để anh chị em có thể hình dung nha. Rồi đến cả Đức Phật, Đức Chúa Giêsu cũng có điểm yếu. Tất nhiên mình không nói điểm yếu ở đây, nói điểm yếu ở đây thì nó lại vi phạm, nó lại thì, uh, gọi là uh, ảnh hưởng đến một số người đúng chưa ạ à? như vậy là gì ạ à? ai cũng có điểm yếu, ai cũng có điểm xấu hết ạ à? đấy việc của chúng ta là gì ạ à? việc của chúng ta đó là nhìn vào cái điểm tốt của người khác bao nhiêu anh chị em có thể nhìn được vào điểm tốt của người khác thì comment là số 2 đúng không ạ comment số 2 nếu anh chị em có thể nhìn vào điểm tốt của người khác Đấy, chúng ta gì ạ? Tạm thời quên đi cái điểm xấu của họ và nhìn vào điểm tốt của họ. Chúng ta nhìn đến điểm xấu của họ không ạ? Có. Chúng ta là thiên tài trong cái việc bắt lỗi người khác. Nói thật với anh chị em, chúng ta rất giỏi trong việc bắt lỗi người khác. Rất giỏi nhìn ra những cái điểm xấu Điểm không tốt của người khác. Cái đấy là chúng ta là, là tài năng bẩm sinh rồi anh chị. Nhưng mà để mà nhìn vào được điểm tốt của người khác cái này là phải rèn luyện. Phải rèn luyện, không phải ai cũng làm được. À, xin chúc mừng nha anh chị em mà comment số 2 đúng không ạ cái này nó phải rèn luyện nhé đó nhìn vào điểm tốt của người khác và sau đó là gì ạ khen ngợi cái điểm tốt đấy ví dụ như này trong một cái à, tờ giấy trong một tờ giấy trắng có một cái điểm đen thì chúng ta thường sẽ nhìn vào cái điểm đen đấy. nhưng mà thay vì chúng ta nhìn điểm đen thì chúng ta nhìn vào những cái vị trí khác thì nó sẽ sao? nó sẽ là rất trắng. Đó. trong một con người, à, diện, chúng ta ăn mặc này, đấy, có một cái chỗ nào đấy đẹp thì chúng ta sẽ khen ngợi chỗ đấy. trên khuôn mặt này, có chỗ nào đẹp nhất thì chúng ta nhìn vào chỗ đấy. được ạ? và chúng ta khen cái điểm này, được không ạ? đấy chúng ta chỉ nhìn vào điểm xấu nhưng mà phải thằng này xấu thế, nhưng cái thằng xấu đó nó vẫn có chỗ đẹp. Đấy, kiểu kiểu Đấy vậy. Được chưa? Rồi. Cái nguyên tắc số 3 khi mà chúng ta khen ngợi đó là gì ạ? Chúng ta cần phải thấu hiểu cái người mà chúng ta đang khen. Tức là gì ạ? Là chúng ta phải để ý, chúng ta quan sát. Chúng ta biết được họ là ai, họ thuộc nhóm tính cách nào, họ ở giai đoạn nào trong cuộc đời, họ là người lớn tuổi hay là trẻ họ là nam hay nữ họ là cái người có cái sở thích như thế nào họ là người có những cái uh, quá trình lao động hoạt động như nào họ mình càng thấu hiểu được người khác thì mình càng vậy, có khả năng khen một cách gọi là chính xác người ta bảo khen đúng khen trúng thì mình sẽ khen hay còn khen mà sai thì sao thì sẽ dạng thành khen dở khen sai tức là mình không biết họ nhưng mình cứ khen cái điều mà không có mình cứ đoán mình cứ tưởng xong mình khen nên nó sẽ bị sai ví dụ như này, mình khen mình mình muốn khen cái người nhóm d là mình phải khen cái gì ạ khen cái thành quả của họ khen cái thành tích của họ nếu mình chẳng biết gì về họ thì sao mình khen được cái điều đó đúng không ạ cho nên là gì ạ nguyên tắc số 3 đó là mình phải thấu hiểu họ phải lắng nghe đấy cho nên là lắng nghe cũng là một kỹ năng rất là quan trọng anh chị em nhé lắng nghe để mà thấu hiểu và thấu hiểu khi đó chúng ta đưa lời khen nó chính xác hơn rồi nguyên tắc số 4 nữa đó là khen ngợi để giúp đỡ khách hàng không phải để bán hàng bán hàng nó sẽ đến sau anh chị em không phải là mình khen nhé tao khen mày rồi nhé mày mua hàng đi nhé tao khen bố mày khen mày rồi mà mày không chịu mua hàng đấy như thế là không được mình khen đó là gì ạ mình khen để giúp đỡ khen để giúp đỡ họ để giúp họ có năng lượng có gì ạ có sự vui vẻ có sự tự tin khen họ để là gì ạ để xây dựng mối quan hệ với họ đấy cái chủ đề ngày hôm nay đó là nghệ thuật khen ngợi để xây dựng mối quan hệ chứ không phải để bán hàng khi mà chúng ta xây dựng được mối quan hệ rồi thì chúng ta không chỉ bán được một món hàng đâu anh chị em chúng ta sẽ bán được rất nhiều món hàng rất nhiều loại sản phẩm khác nhau và rất nhiều lần khác nhau cho nên là gì ạ à? khi mà chúng ta xây dựng được mối quan hệ với khách hàng thì chúng ta sẽ có một món hời còn nếu mà chúng ta chỉ khen ngợi để bán hàng thôi thì chúng ta sẽ có một món lợi ok không ạ rồi đấy là một số nguyên tắc cơ bản nhất khi mà chúng ta khen ngợi tiếp theo nữa trong cái quá trình khen ấy, thì chúng ta cũng bốn cái chìa khóa này bốn cái chìa khóa khi mà chúng ta khen ngợi này. đó là gì ạ chúng ta nhìn thấy cái gì chúng ta khen cái đấy cái đầu tiên đấy là gì ạ nhìn thấy thì khen khen cái mà chúng ta nhìn thấy ví dụ như là trên người cái người đó có cái chỗ nào điểm nào đẹp có quần áo nào, nào đẹp rồi chất rồi hay à, cái đồng hồ cái nhẫn cái dây chuyền cái tai nghe cái tai rồi là cái kính cái tóc cái mặt cái mũi cái miệng cái răng cái dâu có chỗ nào mình thấy đẹp là mình khen thế, thế cái này thì chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng là gì ạ kỹ năng suy nghĩ tích cực thì chúng ta mới nhìn thấy cái đẹp của người khác còn nếu mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực ấy, thì chúng ta toàn nhìn cái xấu mẹ ông huy này mà cái dâu dê thế đấy là tiêu cực anh bên trong mình tiêu cực thì mình sẽ nhìn thấy cái dâu đấy nó dê còn bên trong mình tích cực thì mình sẽ mà công nhận cái dâu này làm nên thương hiệu đấy nó tạo nên sự khác biệt cũng rất nhiều ông có kính đầu chọc nhưng cái ông này có dâu thì sao ạ nó là thương hiệu và nhiều khi ấy, mình chỉ đi qua mình gặp lướt một phát là mình nhận dạng ngay ông này là đeo kính đầu chọc có dâu đúng không anh em dễ nhận diện không thương hiệu là mình phải dễ nhận diện dễ nhớ xây dựng thương hiệu cá nhân mình có quan trọng không? có đúng không? Cái dâu này để xây dựng thương hiệu đấy anh ạ. Không phải là để cho nó vui đâu. Nó có ý nghĩa của nó đấy. Đấy, như vậy là chúng ta gì ạ? Chúng ta là cái người tích cực. Chúng ta là người tích cực thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ suy nghĩ và chúng ta sẽ tìm ra cái điểm tích cực để chúng ta gì ạ? Để chúng ta khen. Ui, công nhận. Cái dâu của anh đẹp thật. Mà nó lại gì ạ? Rất ấn tượng. Không thể quên được. Và gì ạ? cái dâu này giúp anh có thể xây dựng thương hiệu và giúp cho anh thế này thế kia Đấy, và em thì rất ấn tượng với anh bởi bộ dâu ừ. nhưng mà không chỉ ngoài bộ dâu em còn ấn tượng anh về khả năng chia sẻ khả năng đào tạo khả năng truyền cảm hứng cho người khác Đấy. anh chị em thử khen huy một câu phát này khen huy một câu huy cho là sướng quá này thử tìm cái điểm nào hay điểm nào tốt điểm nào tích cực nhất để khen này rèn luyện cái tính tích cực của anh chị em xem nào khen 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 ông chủ giảng phát xem nào khen chủ giảng có thiệt gì đâu anh chị em nào comment cái điều gì đấy khen thử phát xem nào anh chị em không comment là ghét nhau rồi chê nhau rồi không khen là tức là không mình không rèn luyện đấy. mình tập luyện mình đang tập luyện thử ok em ạ mm. Rồi đấy Khen đúng nhá Khen phải khen đúng nhá Khen phải đúng Khen phải chân thành Khen phải thật Không thật đừng khen Không thật nhưng mà khen nó gọi là khen gì anh chị em Nó gọi là khen đều <laughs> Và khi mà khen đều thì sao Thì nó phản tác dụng Đúng không ạ Khen đều thì sao ạ? Nó phản tác dụng cho nên là gì ạ là chúng ta phải học cách khen là vậy đấy rồi cảm ơn anh chị em đã thực hành à, sẽ thực hành và cho đi những cái lời khen rất là tích cực và, và chân thành cảm ơn anh chị em rồi à, chúng ta hãy nhìn thấy cái gì chúng ta khen cái đó và cái thứ hai là chúng ta nghe thấy cái gì chúng ta khen cái đó khi mà chúng ta nghe thấy rằng họ kể về một cái điều gì đó, tức là họ quan tâm đến điều đó. Ví dụ có những người họ kể về những cái người bạn của họ. Có những người kể về gia đình của họ. Có những người kể về những thành tích của họ. Những có những người kể về những quá trình lao động làm việc của họ. Họ quan tâm đến điều đó, cho nên họ mới kể về nó. Kể cả họ nói rằng tôi không quan tâm đến người này người kia tôi không quan tâm đến những cái gì? thành tích trong quá khứ thực ra ngay cả khi họ nói họ không quan tâm thì họ cũng đang rất quan tâm cái người mà không quan tâm họ chẳng bao giờ nhắc đến cái điều đó đúng không ạ còn cái người mà dễ quan tâm thì họ sẽ nhắc thực tế là như vậy đó. kể cả họ nói họ không quan tâm có người bảo là tôi không quan tâm lắm về tiền Tiền bạc không quan trọng. Tôi quan tâm về tình cảm hơn. Nhưng mà thực ra người đấy đang cực kỳ cần tiền, cực kỳ quan tâm đến tiền. Cái người mà nhiều tiền chẳng bao giờ họ nói là họ không cần tiền. Chẳng bao giờ họ nói là họ không quan tâm đến tiền. Thực tế là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nghe, chúng ta phải để ý. Chúng ta phải quan sát và lắng nghe. Đúng không ạ? Quan sát và lắng nghe. Đấy là hai kỹ năng rất quan trọng hôm trước chúng ta đã học kỹ năng về quan sát, chúng ta học sẽ nếu anh chị em mong muốn thì sẽ 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 học thêm về kỹ năng về lắng nghe nữa, Đấy. ok ạ, rồi <laughs> một cái chìa khóa số 2. khi mà chúng ta khen đó là gì ạ? là chúng ta hãy khen ngợi cụ thể chi tiết hãy khen ngợi những cái gì đấy mà chúng ta nhìn thấy cụ thể chi tiết như vừa rồi mới 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 chia sẻ anh chị em khen cái dâu cái răng cái tóc cái tai Ủa, anh này có cái tai to và dày tai này là giàu lắm này, ví dụ thế bảo cái áo vest này rất là hợp mặc rất là hợp chứng tỏ anh này có một cái dạ, phong cách ăn mặc rất là tốt ví dụ thế anh có phong cách ăn mặc rất là rất là dạ, quyến rũ, thu hút và có chất, có chất riêng. Ví dụ thế Đừng họ đừng có đừng có khen một cách chung chung. Đừng có khen một cách gọi là ơ chị xinh thế. Ơ chị đẹp thế. Hoặc đi tán gái đi anh xem. Đi tán gái đi. Mình khen rồi em rất đẹp. Thì làm sao ạ? Nó thường quá. Nó thường. Quá. Người ta không có phê Khen đấy nó thường không phê Mà mình chẳng biết khen cái gì Mình mới khen kiểu chung chung như vậy đấy. Ví dụ như là mình khen là gì? Trang phục đẹp ừ, Anh mặc à, Anh 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 mặc bộ này trong trang phục đẹp ấy. Thì nó không phê Nó không có điểm nhấn Đúng không ạ Khen là khen là đúng Khen là cụ thể Khen là chi tiết khen cái gì mình nhìn thấy là khen đúng cái đấy xoáy nó vào mình khen đấy chưa đừng khen chung chung khen đúng cái mà mình nhìn thấy đúng cái mình nghe thấy đúng không ạ rồi đấy là cái nguyên tắc nguyên tắc số à cái chìa khóa số 2 khi mình khen Dạ rồi cái nguyên tắc số 3 thì bắt đầu từ cái nhỏ suy ra cái lớn từ cái nhỏ suy ra cái lớn Đấy Tức là gì ạ À Cái áo của anh Mặc Thực sự là rất là gì ạ Nó rất là phong cách Em rất thích cái áo của anh Đấy Và Chứng tỏ Anh là người có phong cách ăn mặc Rất là gì ạ Là cá tính Rất là có gu Đấy. Tức là Bắt đầu từ cái nhỏ Bắt đầu từ cái áo Từ cái dâu Từ cái kính Từ cái tóc Từ cái đầu Từ cái mắt từ cái răng, từ cái mũi, từ cái tai. Tức là à, cái tai này đẹp, suy ra anh này giàu, có số giàu. Kiểu kiểu như vậy. Tức là khen cái cụ thể nhé, nhớ này, khen cái cụ thể, xong suy ra cái tổng thể. Đấy là cái chìa khóa số 3. Cái chìa khóa số 2 là khen cái cụ thể. Nhưng chìa khóa số 3 đó là gì ạ? Là suy ra cái tổng thể. Anh này là cái người phúc hậu, anh này là người tốt, anh là người tích cực Đấy. thì khi mà khen khách hàng mình cũng vậy mình tìm cái điểm nào tốt của họ à à tuyệt vời hôm nay rất là cảm ơn anh vì anh đến đúng giờ chứng tỏ anh là cái người rất là nghiêm túc rất là tuân thủ và rất là chuyên nghiệp em rất thích chơi rất thích làm việc với những người chuyên nghiệp giống như anh Bắt đầu là khen từ cái cụ thể đến là gì ạ? À? Cái việc đến đúng giờ của khách hàng. Khách hàng đến đúng giờ là mình đã khen rồi anh em. Và khen là gì ạ? À? Khen từ cái việc đến đúng giờ của họ, sau đó mình khen cái con người của họ. Cái việc đến đúng giờ nó chỉ đơn giản là gì ạ? À? Là anh ấy tiện đường anh đến đúng giờ thôi. Chứ bình thường anh có thể là cũng không đến đúng giờ lắm. Nhưng mà từ cái việc đấy xong mình khen cái con người của anh, ấy, cái tính cách của anh ấy, là cái người chuyên nghiệp. Cái người nguyên tắc. Và cái người gì ạ? Cái người tuân thủ. Và khen anh là cái người mà gì ạ? Là uh, có sự tôn trọng về mặt thời gian và tôn trọng người khác. Tức là cái tính cách và con người của anh. Đấy là sự tổng thể. Và khi đó làm sao ạ? Khi đó anh sẽ vui. Và lần sau anh lại đến đúng giờ tiếp. Đúng không ạ? Lần sau anh lại chuyên nghiệp. Và khi mà anh vui thì anh lại ký hợp đồng rất nhanh. Đó. Khen từ cái cụ thể. Xong là gì ạ? Tạo nó thành cái tổng thể Đấy Biến nó thành tính cách Là thành con người của họ Thì đấy là cái bí kíp số 3 Hay là cái chìa khóa số 3 Rồi Chìa khóa số 4 Đó là gì ạ Đó là chúng ta khen một cách gọi là uh, Khen 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 xong rồi phải Khen dài Khen xong xoáy vào đấy Khen xoáy Xoáy vào đây Đừng khen có một câu Mà khen mình phải khen hai ba câu Đấy, khen phải hai ba câu. Tức là mình nhìn cái điểm tốt. Ví dụ mình khen cái tai, đừng nói là anh có cái tai đẹp đấy, xong hết, thì làm sao? Nó chưa đủ phê, nó chưa đủ sướng. Ủa, cái tai của anh đẹp thế, vừa dày dặn này, xong lại vừa to vừa dài. Cái tai này chứng tỏ số dầu. Cái tai này, là cái tai mà có quý nhân phù trợ. Cái tai này là cái tai mà làm đâu được đấy, đánh đâu thắng đấy cái tai này là cái tai là may mắn lắm Đấy ạ cũng là khen cái tai thôi nhưng mà gì ạ khen rất nhiều thứ rất nhiều câu Đấy. thì cái này làm sao ạ cũng phải rèn luyện bao nhiêu anh chị em thấy là khen này phải rèn luyện kinh khủng luôn đúng không ạ và phải dũng cảm để khen bởi vì sao ạ nhiều khi mình khen nó bị sai mình sợ bị hố mình không dám khen Đấy. sợ bị phản tác dụng mình không dám khen đó cho nên phải rèn luyện bao nhiêu anh chị em thấy rằng là khen ngợi cũng phải rèn luyện thì comment là tôi đúng không thì comment là rèn luyện rèn luyện <laughs> được chưa comment xuống là rèn luyện ok không ạ rồi À, một số cái lưu ý trong quá trình khen đó là chúng ta phải biết được họ thuộc nhóm tính cách nào với mỗi nhóm tính cách với mỗi một con người chúng ta hãy tập trung vào những yếu tố khác nhau để khen khen đúng cái thứ mà họ thích thì làm sao ạ thì họ bảo mình khen đúng khen sai họ bảo mình là gì ạ là khen đều đấy ạ thế thì anh chị em phải biết được họ thuộc nhóm tính cách nào tức là trong cái nguyên tắc số 3 của lúc nãy đấy là phải thấu hiểu khách hàng đó thế thì để mà thấu hiểu khách hàng thì chúng ta phải có khả năng nhận diện ra được cái tính cách của khách hàng xem tính cách khách hàng đang thuộc nhóm tính cách nào đúng không ạ và cái tính cách chúng ta nhận ra thì có thể nó ở bên ngoài thôi thì chúng ta khen cái phần cái tính cách bên ngoài thôi à. thế thì à, có bốn nhóm tính cách phổ biến đấy là nhóm D, nhóm Y, nhóm S và nhóm C. Cái này anh chị em nào không hiểu thì comment xuống là số 0. Anh chị em nào hiểu bốn cái từ Huy vừa nói thì comment số 1. Chỉ cần hiểu, biết nói về DISC là mình biết thế là được thì comment số 1. Còn không hiểu gì comment số 0. Nếu mà uh, nhiều anh chị em quan tâm thì sau buổi sau Huy sẽ chia sẻ về nhận diện các nhóm tính cách rồi không sao anh hôm nay anh chị em cứ học đi hôm sau thì sẽ chia sẻ về bốn nhóm tính cách anh chị em sẽ sẽ hiểu sau đúng không ạ thế thì cái người nhóm D thì là cái người gì ạ cái người nhóm D họ rất tập trung vào mục tiêu tập trung vào công việc Đấy. và họ tập trung vào cái tôi của họ tập trung vào bản thân họ cho nên là gì ạ những với những người nhóm D mạnh mẽ quyết đoán nhanh chóng thì chúng ta khen ngợi cái gì ạ à thứ nhất nếu mà khen ngợi về tính cách của họ thì chúng ta hãy khen ngợi về cái sự quyết đoán mạnh mẽ, nhanh nhẹn làm việc một cách chuyên nghiệp, một cách gọi là gì ạ? À? À, nguyên tắc của họ, Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, với những người nhóm D thì họ rất thích khi mà khen ngợi về cái tôi của họ, cái tôi của họ tức là gì ạ? À? những cái thành quả mà họ đã đạt được trong quá khứ, đấy những cái điều gì đó mà họ đã thành công trong quá khứ thì họ luôn luôn gì ạ tự hào về điều đó và việc của chúng ta đó là lắng nghe để tìm ra cái điểm nào đó hoặc là quan sát xung quanh họ họ bày biện những cái bằng khen những cái cúp những cái gì ạ huy chương thì hãy để ý để khen những cái gì những cái thành quả họ đã đạt được trong quá khứ đấy là những người nhóm D làm sao để xoa dịu cái tôi của họ đấy, khen ngợi cái con người của họ, khen ngợi khen ngợi cái 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 cái, cái năng lực của họ. cái cái gọi là uh, gọi là những cái uh, tính cách của họ đấy. cái người nhóm D là mình phải khen ngợi cái khen ngợi cái, cái tính cách uh, anh là người rất là nhanh nhẹn hoạt bát và là gì cả, rất là năng lượng. em uh, ở bên cạnh anh thôi là em đã thấy sung sướng, em đã thấy là gì cả, là học hỏi được rất nhiều điều đấy. đúng không ạ? đôi khi chỉ một lời khen thôi là chúng ta đã có thể là gì là tiếp cận cũng như là khiến cho họ vui khiến cho họ hài lòng và tất nhiên khi họ vui thì họ sẽ gì họ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng hơn đúng không anh chị đó tiếp theo với những người nhóm Y thì những người nhóm Y là những người sáng tạo những người có tầm nhìn những người truyền cảm hứng những người nói nhiều nói hay Đấy, cho nên là chúng ta phải khen cái gì ạ À, khen về cái tầm nhìn của họ, khen về cái cái suy nghĩ lâu dài, à, cái cái sự sáng tạo của họ. cái người nhóm y thì họ cũng rất là quan tâm đến vẻ bề ngoài, họ rất thích được mọi người yêu quý, rất thích được mọi người gì à, à, trân trọng, Đấy, rất thích được mọi người à, à, tung hô. Đấy, và vẻ bề ngoài của họ thường là rất là bóng bẩy, rất là lịch sự, rất là gì à, sang trọng, rất là đẹp. À, cho nên với những người nhóm Y ấy, thì hãy khen gì ạ, khen quần áo của họ, từ cái quần áo đấy chúng ta suy ra cái phong cách, cái style ăn mặc của họ. Đấy. cái thứ ba nữa là gì ạ, là khen ngợi những cái thứ gì đó ở trên khuôn mặt, trên cơ thể của họ, họ sẽ thích cái điều đó. cái người nhóm Y cũng thích khen về gì ạ, khen về các mối quan hệ của họ khi gặp những người nhóm y, bao giờ họ bảo là, à tôi quen những người này, tôi quen người kia, tôi quen hoa hậu này, tôi quen người mẫu này, tôi quen diễn viên này, tôi quen uh, uh, tổng thống khen bí thư khen uh, chủ tịch này, khen giám đốc này, uh, khen cái cái người này người kia, khen những người nổi tiếng, Đấy. tức là họ 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 thích nói về những cái mối quan hệ của họ, thì chúng ta hãy khen những mối quan hệ của họ được không ạ? họ thích cái vẻ bề ngoài thì khen về bề ngoài của họ được nhận họ thích những cái ý tưởng sáng tạo khen những ý tưởng sáng tạo đột phá đột phá của họ được nhận đấy họ thích những cái gì đó đẹp đẽ những cái gì đó vui đấy cho nên là gì ạ hãy khen thật nhiều riêng những người nhóm y không cần phải nói nhiều về sản phẩm cứ khen nhiều ra thế là họ mua hàng ok không anh chị rồi tiếp tục này. với những người nhóm s thì sao những người nhóm S thì họ khá là dè dặt, khá là nhút nhát, khá là cẩn thận, khá là gì ạ, trung thủy và họ là cái người sao? Cái người quan tâm vào gia đình, quan tâm đến những người xung quanh, họ yêu thương. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta hãy khen về tính cách của họ. Bởi vì những người nhóm S thì họ thường không có nổi nổi bật. Cho nên hãy khen về tính cách của họ. Hãy khen về gì ạ? Hãy khen về gia đình của họ. Khen về những cái mối quan hệ thân thiết khen về con cái của họ dạ. và để khen thì chúng ta phải gì ạ dạ? phải nghe phải gì ạ dạ? phải gợi ý phải đặt những câu hỏi để gì ạ dạ? để họ chia sẻ đặt những câu hỏi tốt thì họ sẽ chia sẻ với mình đặt những câu hỏi không tốt thì sao ạ họ sẽ không chia sẻ với mình bởi vì những người nhóm S họ thường khá dè dặt khá là cẩn trọng cho nên họ sẽ không mở lòng ra nếu như mình là cái người mà gì ạ không thật tâm họ phát hiện ra ngay cái người nhóm s họ nhạy cảm cho nên khen là phải khen thật khen là phải khen đúng ok không ạ đấy cái người nhóm s thì hãy khen về gia đình của họ hãy khen về những đứa con của họ Đấy ạ? đừng khen họ ăn mặc đẹp bởi vì người nhóm s họ không quan tâm đến đến ăn mặc lắm đâu được chưa đó đừng khen là những cái thành tích của họ bởi vì người nhóm s thì bản chất là họ cũng không có nhiều những cái thành tích nữa họ không có cái tôi to. À, nhưng mà hãy khen về về cái tính cách, cái sự nhẹ nhàng, cái sự dịu dàng, khen về cái sự quan tâm chăm sóc của họ được chưa? Đấy. Thế còn những người nhóm C thì sao? Những người nhóm C là những người nguyên tắc, kỷ luật là những người tập trung vào công việc. Những người nhóm C mà khen về gia đình họ không thích đâu. Họ không thích nói về gia đình. Họ thường không thích thể hiện ra cái thái độ cho nên đôi khi chúng ta không biết khen họ cái gì à bên ngoài họ rất là gì ạ rất là bình thường bình dị không có xấu đâu người nhóm c thì họ không ăn mặc xấu nhưng mà sao ạ họ không có nổi bật họ không thích nổi bật cho nên là quần áo của họ bình thường Đấy. không 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 nổi bật không xuất sắc không bóng bẩy đó thế thì những người nhóm c họ thích khen về cái gì những người nhóm c họ thích khen về công việc Đấy, họ thích khen về quá trình làm việc Họ thích khen về những ý tưởng Trong công việc Họ thích khen về những cái nguyên tắc À anh là người làm việc rất có nguyên tắc Ví dụ thế đấy, Thì cái tính cách như vậy nó Họ thích cái điều đấy Khi mình thấu hiểu về về khách hàng ấy, Thì chúng ta sẽ có những cái Nguyên tắc chúng ta khen Khen ngợi nó sẽ dễ dàng hơn Ok không ạ Thêm cái điều nữa Đó là phụ nữ với đàn ông thì họ cũng sẽ có những cái yếu tố khác nhau trong quá trình chúng ta gì ạ, chúng ta giao tiếp, chúng ta khen ngợi. Với đàn ông ấy, thì hãy khen về cái tính cách, về bản lĩnh anh là người rất bản lĩnh. Em rất là thích này Đấy, kiểu vậy. Khen về sự ga lăng, đấy, khen về sự mạnh mẽ, về sự dũng cảm, sự can đảm sự thành công, sự quyết đoán, thông thường ấy, là đàn ông họ thích điều đấy. Tuy nhiên cũng là gì ạ? Dạ, tùy thuộc vào nhóm tính cách ấy Phụ nữ thì họ thích khen cái gì? Phụ nữ thì đầu tiên là thích khen cái vẻ bề ngoài, đúng không ạ? Thích khen cái vẻ bề ngoài, thích khen về những cái thứ về về sự à, à, về gia đình, về con cái phụ nữ thì bao giờ cũng vậy họ rất là quan tâm đến con cái Đấy. thứ hai nữa là khen về cái tính cách của họ sự đảm đang sự chăm sóc sự trung thủy Đấy. tất nhiên cái này là chúng ta phải tùy người nhé tùy người và cũng phải tùy vào cái 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 cái, cái, cái quá trình của họ quá trình chúng ta quan sát chúng ta, chúng ta lắng nghe nhé. có nhiều người phụ nữ mạnh mẽ lắm anh chị có nhiều người phụ nữ còn còn kiếm tiền còn hơn đàn ông nhiều có nhiều người phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông nhiều cho nên là gì ạ? À cái DIC chính là cái gốc. Còn đàn ông hay phụ nữ thì nó cũng sẽ có những cái yếu tố uh, gọi là đặc trưng riêng. Nhưng mà gì ạ? Về cơ bản là DIC là chúng ta là gì ạ? Là gốc. Được chưa Rồi. Thêm cái điều nữa, đó là gì ạ? Cái người lớn tuổi và cái người nhỏ tuổi chúng ta khen khác nhau. Cái người lớn tuổi thì chúng ta khen về những cái thành quả, khen về tinh thần. Được chưa những cái thứ mà họ đã đạt được thì hãy khen cái điều đó và lắng nghe họ nói lắng nghe họ nói đã là gì ạ đã là khen ngợi họ rồi còn những người nhỏ tuổi khi mà họ chưa có những cái thành quả thì khen về cái gì ạ khen về vật chất khen về những cái gì họ 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 đang có khen về mục tiêu à mục tiêu của em là năm sau em sẽ kiếm được bao tiền tuyệt vời mục tiêu tuyệt vời. Đấy là mục tiêu không phải ai cũng làm được. Đấy là mục tiêu rất truyền cảm hứng. Và với mục tiêu đó, anh tin rằng em sẽ làm được. Đó. Thì với những người trẻ, hãy khen về hoài bão, ước mơ, khen về nỗ lực của họ. Và một cái cực kỳ quan trọng trong cái lời khen đó là sự ghi nhận. Đúng không ạ? Sự ghi nhận những cái ý kiến, những cái sự sáng tạo, những cái ý tưởng những cái mục tiêu hoài bão của họ, ghi nhận và tin tưởng với những người trẻ thì hãy ghi nhận và tin tưởng với những người già những người lớn tuổi thì hãy sao ạ hãy tôn trọng hãy lắng nghe hãy gì ạ hãy uh, 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 khen ngợi về những cái gì ạ những cái thành quả mà họ đạt được đấy thì đấy là những người lớn tuổi họ thích cái điều này tiếp theo nữa những cái người mà có những thành công, những người mà có thành công trong cuộc sống thì hãy gì ạ, hãy ngưỡng mộ họ, hãy xin ý kiến của họ, hãy lắng nghe họ. Đấy chính là cái lời khen tuyệt vời nhất. Ngưỡng mộ họ, tôn trọng họ, được nhỉ? Và gì ạ, xin ý kiến của họ. Đấy là lời khen tuyệt vời nhất, lời khen khéo léo nhất. Được chưa? Còn với những người chưa thành công thì sao? chưa thành công thì hãy khen ngợi cái gì ạ? Cái quá trình làm việc của họ. khen ngợi cái quá trình mà họ đã gì ạ? Họ đã vươn lên vượt qua những khó khăn, vượt qua những cái rào cản, vượt qua những cái vấn đề của họ. Và gì ạ? Và hãy ghi nhận sự nỗ lực của họ. những người chưa thành công, kể cả là lớn tuổi anh chị em nhé. Kể cả lớn tuổi nhưng chưa thành công. Có trường hợp này không anh chị em? Có đấy không phải là trẻ thì mới ghi nhận đâu mà già mà chưa thành công lớn tuổi mà chưa thành công thì cũng là gì cũng cần phải ghi nhận đúng không ạ cần phải ghi nhận cần phải gì ạ cần phải yêu thương cần phải gì ạ khen ngợi họ để giúp họ gì ạ tự tin hơn trong cuộc sống ok chưa ạ và sau khi chúng ta khen tất cả cái điều này thì chúng ta sẽ có được một cái mối quan hệ tích cực với khách hàng Đấy. Đấy Có một cái gì ạ? Có một cái uh, uh, giá trị với khách hàng. Và khách hàng thích làm việc với mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình biết khen. Khen đúng chỗ, đúng lúc. Mình nghe thì khách hàng nói về cái gì phát là mình khen ngay. Mình nhìn thấy cái điều gì phát là mình khen ngay. Đấy là khen đúng chỗ, đúng lúc. Thấy ạ? Đó. Và cái lời khen nó sẽ lan tỏa cái năng lượng rất là tích cực. Và từ cái năng lượng đó, nó sẽ giúp cho mình như sao à, giúp cho mình à, gọi là giúp cho bản thân mình như, là kiếm được tiền giúp cho bản thân mình như, như, xây dựng mối quan hệ giúp cho bản thân mình như sao ạ trưởng thành hơn phát triển hơn đó cho nên khen ngợi cũng là một nghệ thuật khen ngợi nó chính là gì ạ là những cái bài học rất đáng để chúng ta gì để chúng ta học tập Đấy. và chúng ta ạ rèn luyện thì à, đó là một vài cái gợi ý một vài cái nguyên tắc mà huy thường sử dụng trong những cái lời khen của mình và hy vọng sau cái phần chia sẻ này của huy thì anh chị em chúng ta cũng sẽ rèn luyện và sẽ tìm ra được cái cách để chúng ta à, gọi là khen ngợi khách hàng để xây dựng mối quan hệ tích cực đối với khách hàng của chúng ta bao nhiêu anh chị em thấy rằng những cái nguyên tắc những cái chìa khóa và những cái uh, sự chia sẻ mà huy đã Đã chia sẻ vừa rồi là có giá trị với anh chị em <laughs> thì vui lòng comment cái điều gì đó để khen ngợi được không ạ huy biết là trong vòng zoom này anh chị em có rất nhiều người rất là giỏi đấy, có khả năng khen ngợi người khác có rất nhiều người có cái thành công ở trong cuộc sống và rất là trân trọng khi mà có anh chị em chúng ta ngồi học ở trong phòng zoom này. Mặc dù anh chị em thành công, mặc dù anh chị em đã có những kết quả, có những thành quả trong cuộc sống, nhưng anh chị em vẫn là người vô cùng ham học và có kỷ luật. Có một cái nguyên tắc rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn anh chị em và xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta có mặt trong phòng zoom ngày hôm nay. Được không ạ? Và không chỉ chúng ta khen ngợi và nếu có thể chúng ta hãy ạ? Hãy bật mic lên để nói về cái điều gì đó. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em chúng ta gì ạ, phần cần phải dũng cảm để khen người khác. Dũng cảm để đưa ra lời khen cho người khác. Dũng cảm để bật mic lên để chia sẻ. Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng bật mic lên để chia sẻ một cái cảm nhận của mình chân thành trong ngày hôm nay thì vui lòng comment là tôi được không ạ? Comment là tôi nếu anh chị em sẵn sàng bật mic bật cam lên để chia sẻ cái điều gì đó chúng ta nhận được trong ngày hôm nay comment là tôi nếu anh chị em thực sự là người dũng cảm người nào là người dũng cảm vì biết trong này là là anh chị em đều là những người rất, dũng cảm bởi vì chúng ta chiến thắng bản thân mình cho nên chúng ta đều là những người rất dũng cảm chúc mừng anh chị em vì chúng ta là những người can đảm những người dũng cảm những người mạnh mẽ những người kiên định những người kiên trì những người gì ạ đã chiến thắng chính bản thân mình Ai cảm thấy mình là người dũng cảm comment là tôi đúng không? ạ Comment tôi huy khen cho trời ơi đang tập đang lấy ví dụ lấy ví dụ mà không dám comment thì sao mà sao huy khen được comment phát nào để huy khen thì lấy ví dụ để huy khen comment tôi nếu anh chị em dũng cảm ừ. và sẵn sàng bật cam bật mic lên để chia sẻ cái điều gì đó với cả nhà mình, được không ạ? OK không ạ? Rồi, rồi, đó là một vài cái chia sẻ mà Huy nghĩ rằng là có thể giúp ích gì đó cho tất cả anh chị em chúng ta và hy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau nhiều hơn. À, hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau xây dựng những mối quan hệ tích cực, tốt đẹp. Bao nhiêu anh chị em muốn trở thành một cái người bạn của Huy? À, trở thành một cái người mà à, gần gũi với huy à, nếu anh chị em muốn trở thành bạn với huy anh chị em gì ạ lên facebook search từ gì ạ nguyễn quang huy smart business đúng smart business tức là doanh nghiệp thông minh hay là gì ạ hay là khởi nghiệp thông minh Đấy. anh chị em search nguyễn quang huy smart business xong chị em kết bạn với huy hoặc là nhấn vào theo dõi <laughs>